Thanh trúc kính mời quý vị trở lại với chương trình chào Washington DC với Thanh trúc và đặc biệt là với học giả đô thông minh chúng tôi đang nói về một cái đề tài này. nó đã bắt đầu nó 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 xuất phát từ hồi tháng 9 năm 2017 mà như là cái ông phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền mà đòi cải tiếng tiếng Việt đó thưa quý vị. Người ta nói rằng là đã có một cuốn sách ra rồi, một cuốn sách gọi là giáo khoa bằng như lớp vậy thì thưa lớp 1 sách giáo khoa lớp 1 thưa À, cái đó là điều rất là quan trọng thưa học giả Đỗ Thông Minh. Theo như ông à, theo dõi và tìm hiểu thì nó như thế nào ạ? À, trong lúc mà chúng tôi đi khắp nơi mà chia sẻ cũng có một số đồng hương đưa ra vấn đề này thì thực ra cái chuyện của Bùi Hiền dường như nó đã lắng xuống rồi. Yeah. Và cá nhân chúng tôi nói thiệt chúng tôi phải dùng một từ rất là thẳng thắn là nó đã được vứt được sọt rác rồi. Yeah. Tại vì chắc chắn Bộ Giáo dục đã khẳng định là không dùng mà, và chúng tôi không có cái dự án nào cả cách hết. Nhưng mà mới đây á, thì lại có một vài nơi giáo viên dạy các trẻ em thì chỉ cái cách đánh vần và cái cánh cánh vần hơi lạ, thành ra nó lại 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 liên tưởng tới cái chuyện có mùi điện tự nhiên vấn đề nó mới nóng trở lại. Chứ nếu không có cái chuyện mà nói về cái cách canh vần mới của một số nơi họ đưa ra đó thì có lẽ họ cũng lãng quên rồi. Thành ra uh, như chúng tôi đã trình bày cái phần trước khi mà cuốn sách tiếng Việt uh, năm thứ nhất đưa đó. Tại vì khi mà chúng tôi soạn cái bộ sách về những tình hình Việt Nam đó, chúng tôi nêu ra tới 30 trường hợp là những cái chuyện giả tạo. Thứ nhất là có thể công sản nó tung những cái tin giả cho mình nhá điểm thứ hai nữa là có thể phe ta nghịch ngợm ghét cộng sản quá cái gì cũng bôi bạc bôi bác đó thành ra là đưa ra những tin đó thành ra cái thời đại internet đó thì đôi khi người ta gọi là cái chợ trồng hồn đúng không cái gì cũng có thể có hết nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình tỉnh táo và bình tĩnh mình xét cái nào đúng cái nào sai những cái tin giật gân như vậy đó thì điều quan trọng nhất là gì nghe những cái đài lớn đài quốc tế mà có chương trình tiếng việt thí dụ như ở đây là voa bbc hay là rfe rfi vân vân thì những cái đài lớn đó những cái tin nhạy cảm trên nguyên tắc chị đã làm truyền thông chỉ biết phải kiểm tra với hai cái nguồn tin đáng tin cậy yeah. thì họ mới dám đưa lên đó thành ra những cái chuyện này theo tôi nghĩ nó chỉ là lan truyền trong cái dư luận chứ nó không phải là thực họ nói rằng là nếu mà với cái ngôn ngữ này đó thì cứ giao học trò cho trường trường dạy rồi cha mẹ khỏi cần phải dạy cái điều này là nó là nó xúc phạm cha mẹ ghê gớm luôn các học sinh là phẫn nộ ghê gớm luôn nó 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 rất là phản uh, sư phạm thưa ông ông Mùi Hiền ông đã nói là ông nghiên cứu 40 năm mà chỉ thấy khi là trên tivi người ta phỏng vấn ông, ông hãy biết thử cái câu bằng cái chữ cải tiếng của ông ông cò quạng ông viết mãi không ra dạ ông bảo tại vì lâu tôi không dùng dạ ông có vẻ lắp bà lắp bắp quá dạ. dạ đó thành ra ông rất là lúng túng khi mà ông sử dụng đó rồi rốt cuộc cái tết vừa rồi ông lại đưa cái bài thơ, thơ ông lên mà viết chữ mạch mạc, ông cũng gọi là thư, thư pháp nữa nghĩa là tức là không những về cái vấn đề kỹ thuật chữ nghĩa về cái âm mà ký tự mà ngay cả vấn đề thư pháp ông cũng rất là kém nhưng mà ông cũng tổ chứng tỏ ta đây là một người thư pháp ông cũng đưa một cái bài thơ về vào dịp tết sử dụng cái loại chữ mới anh em tôi thấy rằng là có lẽ ông muốn show cá nhân lên mà như chúng ta biết là cuối cùng đó, thì ông lại xin nghĩa là bản quyền bản quyền cái tác phẩm của ông và trong khi đó chúng ta biết là về nội dung đó cái vấn đề f và ph đó, yeah. với z đó, là trong quá khứ đã nhiều người dùng rồi thành ra mà không được công nhận cho nên là cái phần mà gọi là tác quyền copyright của ông thực ra một nửa là ông lấy của người khác và bây giờ cái vấn đề như chúng tôi trình bày rất nhiều lần Cái việc cải cách á, nó đòi hỏi rất nhiều công phu Và một cái chế độ phải có cực quyền mạnh á, thì thúc đẩy mới được Chứ còn nếu mà một bình thường không có dễ thì thay đổi hết Cái tiếng của mình á, là từ thời các vị phố đạo Bồ Đào Nha Cho tới khi mà được công nhận vào đầu thế kỷ thứ 20 yeah. 300 năm nó mới ra như vậy đó chứ yeah. không phải là dễ dàng đâu. Tiếng Nhật hay tiếng Hoa khi âm rất dễ dàng tiếng mình cái âm sắc rất là phức tạp. Ngày xưa lúc đầu người ta nghe chúa Đức chúa trời đó, người ta đọc là Đức chúa bờ lời yeah, biết, đúng rồi. như vậy đó. hay là ông bờ lời đó, đó. là tiếng thì nôm sao? đó, đó. Dạ, không. Vâng. không. Tại vì người ta nghe ông ra cái người nói có khi ngọng và thứ thời các vị cố đạo cũng đâu phải chuyên viên ngôn ngữ yeah. đâu, đụng đâu tạm ghi đó nghĩa là ghi tạm để mà mình uh -huh. biết yeah. trước mình nói thôi. Để nó bắt đầu khi nó đi vào hệ thống thì nó mới thấy rằng là nó không thích hợp người ta phải điều chỉnh. Yeah. Xin, xin được chia sẻ với chị cái này đó là cái điều rất là quan trọng cái này quan quan trọng hơn tất cả những gì mình yeah. nói đến giờ là thời gian qua vài chục năm qua ở Việt Nam cứ gọi là G7 yeah. 4G hội nghị là G7 đó, thì gọi là G7 điện thoại 4G thì gọi là 4G hoặc là vừa rồi công ty mobile phone mua AVG thì gọi là AVG thì thưa rằng là BA3 là một cách phát âm thế thế đời ông ở ngoài Bắc đó, những cái những lớp bình dân học học vụ đó ông Nguyễn Hữu Đang đó thì ông thêm cái là BA3 hai cái đều được hết. Bây giờ nó rất là phổ thông. Và ngay miền Nam mình trước 75, lớp ừ. bình dân học vụ buổi tối nếu mà chị đi học ban ngày thì chị không biết cái đó, nhưng bình dân cho những người thất học buổi tối đó yeah. thì những năm cuối cùng miền Nam cũng có bờ a ba luôn cho nó dễ phát âm. Cho nên BA3 hay bờ a3 cũng được. Nhưng bờ đó là khi mà mình ráp vần mình mới dùng chứ yeah. còn tên của nó là B ký tự là ký tự abc chứ mê. không phải dạ. ký tự a bờ cờ thành dạ. ra đài là đài bbc đài voa chứ không phải là đài bờ bờ cờ và đài voa cho nên bây giờ trong nước mình á là cứ đọc cái kiểu mà bằng bằng rap bần hết thí dụ bây giờ chị thanh trúc người ta nói là 5 cờ mờ chị biết 5 cờ mờ là gì không dạ, 5 cờ mờ là 5 km bây giờ tại vì cái kia đã 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 là bờ cờ thì k thì cũng cờ m m là m bây giờ họ nói là 5 cờ mờ chứ họ không nói 5 km ừ. một số như vậy thành ra xin là từ xưa tới giờ không hiểu bộ giáo dục làm gì mà không không để cải tránh chuyện này cho tới khi ông Nguyễn Xuân Phúc nói là cờ là mờ đó thì một số thức giả Việt Nam mới lên tiếng nhưng mà chưa bao giờ bộ giáo dục lên tiếng về chấn chỉnh cái việc mà phát âm cái kiểu mà đọc một cái tên bằng cái phát âm đó, là G7 chứ không phải là G7 mà 4G chứ không phải là 4G cái ông mà cờ lờ mờ vờ Nguyễn Xuân Phúc đó thì cũng à, cũng không chắc được đó là một cái ông ông chịu một cái nền giáo dục mà không đâu vào đâu mà rồi ông lại nói là thưa quý vị ông nói là mình sẽ làm những sản phẩm mà mai in việt nam ô yeah. oh, trời dạ yeah. lý do là... tại ừ. sao bởi vì miền bắc họ hay phiên âm lắm chị họ phiên âm biết đọc cái kiểu của họ yeah. nhưng mà một chi tiết cuối cùng chúng tôi xin chia sẻ một cái hiện tượng mà mình thấy là khủng khiếp về cái ngôn ngữ việt nam bây giờ tức là ngày mùng 10 tháng 6 là định thông qua luật đặc khu nhưng yeah. mà bỏ nhưng cả ngày 12 tháng 6 thì vẫn thông qua cái luật về an ninh mạng thì ông thượng tướng ông là chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và là cơ quan thẩm tra luật an ninh mạng là quý vị biết là rành về luật an ninh mạng cỡ nào internet thế nào thế mà ông ra ông nói trước mọi người ông kêu gọi đại, đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua thấy không? ông nói là google đúc facebook chỉ có bước đúc facebook không hiện nay google và facebook đang lưu giữ lượng liệu của cơ quan tổ chức cá nhân việt nam <laughs> dạ thưa thành chức chịu thua Google thì là Google đó mình biết yeah, là đúc là ông đọc cái chữ là Twitter và Facebook mà ông đọc là đúc với trời đất ơi một cái từ đó là không ai có thể hiểu được hết. mà một cái chữ bây giờ con nít lớp lớp năm lớp 6 nó cũng biết mà một ông thượng tướng đọc không ra cái gì hết. một à. cái hiện tượng mà nổi bật nhất ở Việt Nam bây giờ bảng hiệu viết sai rất nhiều ngày xưa đâu có giờ có cái chuyện đó đâu thì thấy không trước bảy năm mình có bao giờ một cửa tiệm mà viết cái bảng hiệu sai đâu. bây giờ chúng ta thấy là nhan nhản chúng ta có thể chụp được hàng trăm cái bảng hiệu viết sai Lý do là tại sao miền Bắc đó, họ coi ngôn ngữ chỉ là một cái phương tiện để tuyên truyền thôi. Cho nên miền Nam mình có cổ văn và kim văn. Hầu như họ không có cổ văn. Cho nên dân miền Bắc nói chung đó, từ Hán Việt họ rất là kém. Bây giờ chị nói Lục Các Nguyệt là gì họ không biết đâu. Họ không biết Lục Các Nguyệt là cái gì. Thành dạ. ra đó thì sau này họ mới bắt đầu cố gắng họ dạy thêm một ít. Nhưng mà vì bởi những ông lãnh đạo cũng dốt nữa thì làm, dốt. làm sao mà dân giỏi? Họ viết những dạ. cái bảng, thí dụ như chào mừng hội nghị APEC, nha. hội nghị quốc tế một cái bảng dài mười mấy mét chiều cao mười mét rưỡi hai mét mà họ viết chữ Wel cơm mà viết chữ well, 2 L hở ra chữ cơm tức là họ cũng không biết Wel cơm là cái gì đấy chào mừng người ta bằng một cái ngôn ngữ sai như vậy chị đó à. là cấp nhà nước à, Thanh trúc một lần nữa xin cảm ơn à. học giả Đỗ Thông Minh cũng như là cảm ơn sự theo dõi của quý vị chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình tới vâng Đỗ Thông Minh xin kính chào quý khán thính giả và xin chào chị Thanh trúc